Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay em sẽ lên cho anh chị một chiếc xe. Đây là một chiếc Grand i10, nhưng mà nó là bản tiêu chuẩn thưa quý anh chị, số tự động. Đấy, cùng tham quan một chút, một vòng xung quanh chiếc xe thì xem nó có khác gì với cả bản đặc biệt không ạ. Tiêu hao nhiên liệu thì vẫn như vậy, nó 6,1 lít trên đường kết hợp này, 7,6 lít trong đô thị và 5 lít ngoài đường đô thị. Rồi, một điểm thiếu là camera lùi. Một điểm nữa là cảm biến áp suất lốp. Một điểm nữa là phần đầu xe là thiếu lưới tản nhiệt được sơn bóng, thì đây là sơn màu bạc. Giá niêm yết của chiếc xe này là 405 triệu và bên em đang giảm giá cho quý khách hàng chỉ còn là 376 triệu. Vâng, có tặng phụ kiện là phim kích nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng. Lăn bánh tại thị trường tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang thì đâu đó rơi vào khoảng là 422 triệu. Được tặng thêm cả bảo hiểm thân vỏ nữa. Một chiếc xe mới sản xuất 2024 được tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ và lăn bánh chỉ với 422 triệu thôi. Vâng. Về cái đầu xe thì cụm đèn pha cốt thì cũng giống như bản đặc biệt. Đèn sương mù cũng vậy, vẫn có đèn định vị ban ngày boomerang. Đến phần gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện. Đó, tay nắm cửa thì cũng được mạ chrome, tích hợp nút bấm mở khóa tiện ích. Đấy, vào phần nội thất thì anh chị có thể thấy là ghế của chiếc xe này thì được trang bị chỉ là trang bị ghế nỉ thôi, còn bản đủ là ghế da. À đây rồi, chúng ta sẽ thiếu màn hình giải trí trung tâm. Thiếu màn hình giải trí trung tâm, đèn đổ start top thì cũng được trang bị này. Rồi đến vô lăng thì vô lăng này là vô lăng là nhựa cao cấp, còn vô lăng bản đặc biệt thì là vô lăng bọc da, thiếu ga tự động cruise control. Đó. Ở đây là màn hình đa thông tin thì cũng được trang bị là màn hình cơ, còn màn hình của bản đủ là màn hình điện tử ạ. Điều hòa cũng chỉnh cơ giống bản đủ. Đấy, tần số thì cũng được là bọc da. Về chính sách trả góp thì bên em có hỗ trợ cho quý anh chị, đó là vay 80% giá trị xe. Thời gian vay tối đa 8 năm, lãi suất cực kỳ ưu đãi chỉ với 0,44% một tháng. Đó. Cố định 3 năm thì rơi vào khoảng là 0,56%. La răng cũng cùng kích thước với bản đủ luôn. Cảm biến áp suất lốp thì cũng chưa được trang bị cho phiên bản này. Bản đặc biệt thì sẽ được trang bị, bản đủ được trang bị cảm biến áp suất lốp rồi thưa quý anh chị. Đó. Đến phần đuôi xe thì nãy em vừa điểm qua thì xe thiếu camera lùi, thì anh chị có thể lắp thêm một cái màn hình giải trí hoặc là đầu Android và tích hợp camera lùi luôn, cũng rất là tiện lợi. Cốp của xe cũng rất là rộng. Chiếc xe này thì phù hợp với khách hàng có tài chính tiết kiệm, muốn sở hữu i10 vì chiều dài, chiều rộng cũng như là cái không gian và cách thiết kế của i10 rất là đẹp, bán chạy nhất trong phân khúc. Thì anh chị hoàn toàn có sở hữu một chiếc xe như này. Thì em bên em đang sẵn có màu trắng giao ngay, em còn một chiếc duy nhất. Thì anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với số điện thoại em để trên màn hình. Em xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo.